Ok. 2 tuổi. Nghệ sĩ nổi tiếng. Chị ba. Thì anh đặt tên. Thì chào mày đó, cái gì nữa? Ông mày á, không giờ đi theo nó đóng mạnh miệng lắm. Không. Mình lấy vé đây thôi. Không. Đấy, đấy em ơi, em mới nói với anh á. Chứ hôm nay là anh chỉ làm sao thôi. Giờ nào mà anh được cái mà đàng hoàng anh đi camera man rồi. Ok chưa? Anh cắt lát đó. Vụ quý khán giả. Rồi thử rồi, thử rồi. Pyjama. Ok. Nghệ sĩ Diệp Thanh Hằng. Còn nghệ sĩ Diệp Thanh Cường. Hát bài Nửa Đời Hương Phấn. Ok. À ok ok ok, Nửa Đời Hương Phấn ok ok. Quá hay. Ok. Ủa ai đóng vai Dương Ba Cường? Diệp Thanh Cường á. Đại sạc. Bắt đi chung. Đây có ổng sạc nè. Trước là năm rồi. Dương Ba. Rồi anh nói gì vậy? Dạ, nói cái gì vậy? Trời ơi. Chị Hai ơi. Sao chị biết em ở đây mà chị đến là gì chị Hai? Giống quỷ quá vậy. Giống quỷ sứ. Hồi đầu đến đây. Ôi đau đớn.
Cái này chị cứ vậy đi, chị cứ tiến tới. Hưng, anh lại em. Anh lại thì em chịu. Nhưng mà anh lại thì mấy anh đây là mừng đúng không? Anh lại em. Thì anh cứ lại đi. Em tưởng cứ chụp mà. Hưng ơi, Hưng.